Bạn xin kính chào cả nhà nha. Sáng nay thì có một đám tang do cơ sở mai táng Minh Nhật thực hiện cả nhà ơi, đang vào bên trong qua duyên để mà an táng. Và gói tang này là đám tang chôn nha. Giờ đang thắp hương đình trình. Đây. Lên đường, lên đường. Lên đường luôn. Go. Cả luôn thầy ơi. Cái gì ơi? Giờ sẽ làm bốn cái lễ, thầy sẽ tụng bốn cái lễ. Lễ tứ bái là sẽ gia đình có xã tan thì xã tan. Đây là cái mộ mà mới cũng mới vừa chôn nữa nha.
Và rồi thì cũng xin chia buồn cùng với gia đình. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Cầu mong hương linh bà về nơi mình cực lạc.